Bây giờ bà kêu á lên trên là bà nói gì? Thì bà có cái gì đó bà nhắn nhủ là gửi tiền vàng gì đó bà nói. Bà gửi cho ai? À. Ba chồng. Ba chồng. Thì sao? Nói gì mà nói với gọi bãi lành là gì? Nhưng mà nói gì mà nói đi, mà gửi gì tiền vàng hay là gì hả? Thấy thấy bà nội không? Biết rồi phải không? Rồi vậy không? Rồi chừng nào, chừng nào về cái gì? Bây giờ ăn cơm không? Phải là sao? Bây giờ ăn cơm không? Rồi. Ăn cơm bớt cơm nha. Rồi thôi vậy thôi, vậy cố gắng giữ bệnh nha, sẽ khỏe rồi con về nha. Rồi bây giờ bây giờ có nói gì không? Vậy, sao hồi nãy kêu lên không nói? Quay bò lì cái. Dạ. Có lì không? Không. Không gì bò lì mà không có lì gì? Không có lì. Bà nội khỏe không? Bà nội ăn gì chưa? Ăn cơm. Đúng rồi. Bà nội ráng ăn nhiều cho khỏe nha. Bà nội cảm ơn. Bà nội ráng ăn nhiều nhiều vô nha. Mất về đút cho bà nội ăn, đút lên cho bà nội ăn. Sao tính tồn à? Sao tính tồn à? Ê, cháu thích tôm á, từng ăn là cháu thích tôm nha. À, có khả năng nấu tôm cho bà nội ăn không? Rồi, quá bán rồi. Rồi, chút điện rồi. Nhau gì nhiều chưa? Hợp lý ba chồng. Đây là hợp lý ba chồng.